Hai chào bạn đã quay lại với channel mình nha. Ok, quay lại với Thủy Thủ Thành nha. Trời ơi. Ui, có cái power mới hả? Ngon vậy ta. Tại vì qua nay mình bệnh sợ là sốt xuất huyết, cho nên là qua đi mới đi bệnh viện khám thì bác sĩ nói không phải sốt xuất huyết, chắc là do cảm thời tiết thôi, về uống. Nhưng mà bây giờ nhức đầu quá, không chịu nổi luôn á, thật sự là không chịu nổi luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi cái Hero 2000. Mấy cái này thí dụ giống như giờ mình mua cái skin này đi thì nó có khác gì không? Hay là nó chỉ là đẹp hơn thôi? Nếu mà nó đẹp hơn thôi thì kệ mẹ nó chứ. Mình mua con mới nó sẽ ngon hơn đúng không? Ui Adora. Bao nhiêu vậy? 5000. Ui 5000 hơi quá nha. Con khỉ này có vẻ như là búp cho Attack Beat. Wow. Cái này ngon đấy chứ. Attack Beat level 16 nè. Wow, con này được. Nếu mà con này như vậy thì nó có thể con này, mấy cái con như vậy thì nó sẽ đi phù hợp với lại mấy con mà giống như là con này sẽ đi chung với lại cái military nè, là kiểu khỉ quân sự. Còn cái này là con này nó sẽ đi chung với mấy con khỉ mà theo dạng giống như là Magic Monkey á, kiểu giống vậy. Ok, Attack Beat. Ok. Rồi. Đã coi vô Power Monkey Boot. Monkey Boot này là cái gì? Có thể sử dụng từ 11 On Tower Attack 2 lần phát trong 15 giây. Là nó sẽ tăng cái bắn nhiều hơn đó hả? Rồi ok. Snowlet còn không có điểm nào hết. Nè Magic Monkey mình nâng 10 điểm rồi nè. Rimmer này coi nâng 7 điểm rồi. Đấy, thấy chưa? Nâng lên cũng tới đây cũng khá là nhiều rồi đó. Bây giờ mình sẽ nâng mắt mấy cây này nữa để cho nó cái Magic Monkey này nó tới công chuyện luôn mày ha. Rồi, vô. Bữa hổm đi đây. Đi đây cái này thì chúng ta đi được một cái hạt rồi. Bây giờ hạt thì bây giờ mà có Magic Monkey only nè, chơi luôn phát nữa không? Đó, giống như vậy là nó sẽ vô chỉ là kỹ phép thôi nha. Đây là chỉ kỹ phép thôi. Nếu bạn đi được thì nó sẽ rất là ổn, có gì đâu. Bữa hổm mình cũng dùng chủ yếu là khỉ phép chứ mình có dùng con khỉ khác đâu. Cái này 320 là nâng cái này lên là có thể đép được. Ok, có cái bóng xanh này ở đây là khó nè, nhưng mà đặt ở đây thì mình sẽ có hai lần đánh. Mình sẽ có hai lần đánh cho nên là cũng không tới nổi. 300 Trời đất ơi, hụt mẹ nó hai hit rồi. Không sao, mất nhiêu đó máu kệ mẹ đi, không sao đâu. Đó, bây giờ như vậy thôi là đẹp được rồi. Ổn định rồi đó. Bây giờ 700 nâng con khỉ hero lên là đẹp. Nâng con hero lên là tuyệt. Con khỉ này đẹp được, vậy là đẹp được rồi. Đó, 400. Ok. Ôi da. Tóc đánh khỏi phải bàn ha. Tóc đánh khỏi phải bàn về cái độ bá đạo. Ok, 700 em ơi. Kiếm 700 mua cái con khỉ hero liền. Bóng nữa. Ok. Xong, nhẹ nhàng. Xong tiếp theo chắc là xây con Archimedes đi, đúng rồi. Nâng Archimedes là đẹp. Nhưng mà cái này thì nó lại không có con khỉ sniper. Không có sniper thì chút xíu phải nâng cái thể loại nào mà để đánh cái bóng mấy cái khinh khí cầu đây. Chắc là nâng con super monkey lên là đẹp, đúng không? Nó lên một level, con này cũng khá ngon. Đấy, bây giờ đẹp thôi. Bây giờ đẹp nhẹ nhẹ thôi bạn, cũng không cần phải nhiệt tình lắm, nhưng mình dày là ổn rồi đó. Cái này 80 màng mới ghê chứ, đâu phải đùa đâu bạn. Đưa cái này ra thì tôi đặt được cái này. Con này level 4 thì được cái gì nhỉ? Level 4 thì là 18 giây thì nó sẽ triệu hồi ra một cái thâu thầm. Đó,
Cái tô thầm này nó sẽ búp slow cho những cái bông cái trái bành xung quanh nó 30%. Ok. Yeah. Ủa, level 5 là gì? Attack beat hả? Được. Rui up jungle, hết rank. Rui up jungle là cái nào vậy? Con khỉ này hả? Rui nè. Đấy, bây giờ đứng im đây thôi là được rồi. Nâng cái acid lên. Nâng acid này lên này đánh được con Camo đúng không? Đấy. Awesome. Luôn extra dam to Moa Blast luôn. Cái con này để mình vô mình coi cái update của nó coi. Upgrade nó là cái này. Cái này là nó sẽ deploy substan. Nâng cái này mới là đánh cái blue mạnh nè. Nâng cái dòng 2. Nâng cái dòng 2 là đánh cái blue nó mạnh hơn. Yes. Ok. Camo thì bây giờ chỉ có khỉ cái con ninja này là đánh được thôi. Trời, bóng tím nữa kìa, ghê chứ bộ. Bóng tím được đấy, nhưng mà cái khung con này nhỏ quá. Nó và xấu là... À, nó sẽ popping mù à. Okay, nâng cái này lên đó, Camo. Đấy, đặt vậy nó mới đẹp, đặt nó phải đúng cái đường đi vậy nó mới được chứ. Sao bây giờ lên con khỉ lửa hay là nâng mấy con này trước ta? À, để con này update cái gì quên mất rồi. À, cây tiền, còn cái này. À, cái tiền cái này là spirit. Gan attack beat rui, cái này nó sẽ gọi là giống như là biến thành một con khác. Còn cái này để coi có cái nào mà đánh bắt cái bóng bự nó tốt không. À, cái này nó sẽ gọi là có thể là đóng băng cái bóng nữa nè. Không, cái này đóng bóng bự không ngon, vậy chỉ có đã đi nâng cái dòng cuối là đẹp thôi. Ủa, nó cái dòng cuối lên là đẹp. Con Archimedes này bây giờ đánh 3200 là có thể chơi cái này được rồi nè. Ok. Khỏi mà phải lo, Archimedes lo được mấy cái bóng sắt. Mấy cái bóng sắt Archimedes lo được. Tích 2007 nâng con superhero ở quên Super Monkey lên là đẹp. Con này lên vào máy rồi. Ok. Camo con này làm được. Camo hai con này chơi được bạn, yên tâm. Đấy đó, vậy đi. Mẹ nó để đâu giờ ta? Hết chỗ để nó mới ghê chứ. Hết chỗ để nó giờ để đâu mà cho nó hợp lý ta? Để đây nó cũng không rộng lắm. Để đây thì nó đánh được có cái dòng này thôi. Để đây đi. Đấy, oh, đó. Đâu để con mơ này update cái gì quên mất rồi. Detroit Bloon Complete. Dark Bloon. Cái này là nó có thể filter ra mấy cái camo rồi này. Cũng được. Kenosun, cái này bắn chắc là như này gọi là dồn đam thôi. Trusen chắc là dòng đầu là đẹp. Dòng 2 là nó theo kiểu là nó destroy mấy cái nếu mà nhìn này vậy nâng cái dòng 2 cũng được. Nhưng mà thôi con này nâng cái dòng đầu trước. 2007 khá mắc tiền nha. Không rẻ nha bạn. Đấy, bắn nè, bắn bằng mấy cái tia nè. Xiu, thấy chưa. Rồi, ngọt nước đúng không. Rồi, cái con này nâng cái tia này lên. Làm được. Nhưng mà bắn bóng sắt hơi yếu nha. Con này level 7 rồi, level 8 thì nó sẽ có thêm một cái nâng cấp cái sưu tầm lên. Được, cũng được. Con Archimedes này nâng chiêu 2 thôi, chiêu 1 để im đó. Chiêu 2 3200 lận đâu có rẻ đâu bạn. Chiêu 2 3200 lận mà gặp cái map này mình lại không có
tiền nữa, không có cái trồng cái trang trải chuối nữa, khổ thiệt. Cái này thì bắn là knockback. Ừ, cái knockback thì cũng hay nè, nếu mà bắn mà nó ngược lại thì ngon quá ha. Mua thì sao? Mua thì sao? Mày hả? Mày hả? Mua với tao hả? Con này lên mắc chiêu luôn, chút nữa biến lực cũng mạnh. Nâng cái dòng knockback 3.200 ở dưới đây cũng đẹp nè. Đó, level 7 rồi nè, level 8 rồi chứ. Attack Rui. À, cái này là nâng cấp cái lên. Không, ui. Được. Con khỉ này thấy vậy chứ lẹ lắm nha. 4.000. Con này 2.900. Camo là phải dựa hết vô con ninja này luôn. Knockback, đúng rồi. 1.200 nữa. Knockback thì nó đánh gọi là nếu mà không chết thì đi ngược về bạn. À, nó gọi là giảm thời gian. Camo đánh được nè. Nhưng mà mình nâng cái chiêu đầu. Mình nâng chiêu đầu. 2.900. Ôi, nó chạy hơi sâu nha. Ờ, chạy hơi sâu rồi đó. Đấy, bắn knockback về 3.200 nâng lên là đẹp. Mình phải xây thêm một con Archimedes ngay chỗ này nữa. Archimedes này nâng vòng 1. Archimedes nâng vòng 1. Để có cái này nè, nó sẽ tăng thêm cái loại extra dam với lại tập đánh. Đấy, ngon chưa? Còn Archimedes này nâng vòng 2, còn cái này nâng vòng 1. Vòng 1 với 3 đi, đúng rồi. Hợp lý rồi đó. Đó, chia ra nâng thôi bạn, chia ra nâng thôi. 3.200, trời. Bóng sắt này gặp hai con Archimedes này thì ỉa chảy vẻ đái luôn. Ờ, bóng sắt gặp hai con Archimedes đúng kiểu ỉa chảy luôn. Ghê nhờ. Hơi chậm. Chưa có con lửa nữa, nhưng mà con lửa từ từ, bình tĩnh để cho mình nâng cái này lên đấy. Đó, bắn vậy đi, đúng rồi, bắn vậy đấy. Xong rồi con này nâng 2.700. Cái này nâng cái gì tao quên à. Cái này hết update. Không. Chiêu 1 là hợp lý. Wow, con này ghê nè. 21.000 mà bạn nói thiệt luôn, đi cái này mình nâng 21.000 thì có vẻ như nó hơi xạo chó thiệt. Ờ, nâng 21.000 đúng kiểu là hơi xạo chó luôn á. Đó, đúng rồi, phục. Trời, thấy ghê không? Super Monkey có khác. 2.900 này được. 4.000 có thể biến quỷ đánh cái Moa được á. Mình đưa con này lên để đánh cái Moa mà chút xíu nữa mình biến quỷ. Ok. Đây rồi, biến quỷ. Đó, ghê chưa? Đấy, biến quỷ để đánh mấy cái khinh khí cầu thôi. Nhiệm vụ của nó là chỉ nhiêu đó thôi bạn. Nâng cái này lên mắc ớp thì cũng rồi. Khó lắm, sao mà chạy được bạn ơi. Ôi, rui nè, ghê chưa? Rui là rui quỷ luôn nè bạn. Ghê. Rồi cái này 3.200. Tính ra cũng nhiều tiền chứ bộ, nhưng mà mình phải đép tới hiệp 80 lần, bây giờ mình tích tiền thì nó hơi sớm. Vậy đó. Con này 21.000 có vẻ như 21.000 có vẻ như hơi mắc tiền quá rồi bạn. Nhưng mà không sao. Có làm được. Con Super Monkey này đánh mấy cái khinh khí cầu cũng ngon. 2.900, chắc là nâng 2.900 lên luôn á. Đúng rồi, ném cho nó cháy bạn thấy không. Con này 48.000, con này level mấy rồi nhỉ? Con rồi này level 9 rồi. À, level 10 nó sẽ để một cái chờ cái gọi là cái khu rừng ra đó. À, khu rừng đó nó sẽ giúp cho mình kiếm được tiền nếu mà bị phá hủy cũng hay, cũng giúp mình một cái phương án để kiếm tiền. Con này thì 64.000, có vẻ như nó hơi sai rồi. 21.000 thì may ra. 21.000 may ra thì còn có được, chứ còn mà mấy cái còn nhiều hơn thì có vẻ như không được rồi. Đi cái, nếu mà đi cái này thì khả năng cao là mình không có nâng được một con nào mắc hết á.
Tại vì nâng mắt nó đâu có đủ tiền đâu, mắt bạn nâng mấy con nhỏ nhỏ như vậy thấy vậy chứ ngon hơn. Ok. Con này cũng được. 48.000, 48.000 là nghe thấy sai liền. Ok. Được chưa bạn, ổn định ha. Ui, cái gì đây? Không sao, mấy cái này mình làm được. Mấy cái bóng đen này, bóng sắt này mình làm được. Ok, 10.000. Chết mẹ rồi, cái này mới ghê. Không sao, nó có mấy cái axit này nó quăng ngay chỗ này cũng ngon lắm. Ghê nha. À, bóng ngựa vàng bạn. Mười bốn ngàn, không biết có nên tích để nâng cái con này thành 21.000 không nữa. 14, 21.000, còn khoảng 7.000 nữa. Chết mẹ, cái bóng này ghê nè. Cái cầu này ghê nè bạn ơi, nhưng mà vẫn nổ thôi. Ui, level 50, một cái knowledge nữa, quá ngon. Bóng sắt là tuyệt vời. Chuối, ui da. Ghê vậy ta. Có vẻ như không ổn rồi đó, thấy nó lọt hơi nhiều rồi đó bạn. 21.000 thôi. 21.000 không biết có đủ không đây nữa. 19.000 rồi. 21.600. Rồi. Trí cầu may nè. Ok, được 19.000. À, đẹp. Không sao hết, bình tĩnh. Còn được, 21.000 vẫn ổn bạn. Ôi xét là cái con này nè. Đấy, đánh xét nó lây. Con này 48.000 là nghe xạo chó rồi, biết chắc chắn là không đủ tiền rồi. Mày hả, xạo với tao hả mày? Đâu rồi? Nâng con này lên một lần nữa. Archimedes đứng đâu đây? Archimedes này nâng mắt vô 2. Mất vô 2 để mình biến quỷ nhiều nó cũng giúp ích được khá. Một luôn. Wow, con này nó xịn thật. Lên level mấy rồi? Level 12 rồi. Nó sẽ tăng attack beat với lại nè thấy không? Attack beat và magic monkey cooldown lên 5%. Đó, nó phục vụ cho monkey mà. Ui, 50.000. 50.000 nâng cái này lên bao nhiêu vậy? Sun Templar 100.000. Hơi ngáo giá rồi đó. Hơi ngáo giá rồi nha, 100.000 là hơi mắc rồi đó. Nâng con Archimedes lên đánh mấy cái bóng kia nó mới sướng. Con này 37.000 có vẻ như nó hơi quá đà. Ghê, trời, con này nó xịn nhất ở cái chỗ là nó bắn mạnh ghê nhờ. Ôi, không kịp thở luôn mà bạn. Không kịp thở luôn. Rồi 48.000 là có thể lụm được con này nữa. Ôi, tính ra cũng dễ nha. Sau khi mà chơi thuần thục rồi á thì cũng đâu có khó lắm. Này, hai chi quỷ nha. Trời ơi, nó nổ bạn thấy chưa? Nó phải vậy. Ít ra là nó phải vậy bạn. Khó lắm. Không dễ ăn của mình đâu ngoại. Trời ơi. Hai con này biến quỷ lên là tới một chuyện luôn. Nhưng mà không cần biến quỷ. Như con này đại đủ rồi. Super Monkey đủ luôn. Ba ngàn hai. Bây giờ nâng con gì 3.000. Nói thiệt luôn, nâng con gì 3.000 bây giờ không biết luôn á. Yeah. Yes. Rồi mấy cái bóng đỏ này dễ quá. Bóng đỏ này mà phải nó chút nữa nó ra bóng đen rồi mới ghê, chứ còn có bóng đỏ này thì đơn giản.
bóng sắt cũng dễ, có axit ở đây mà. Axit ở đây thì bóng sắt là dễ, đơn giản luôn. Đó ghê, bắt đầu nhiều rồi đó. Nhiều thì nhiều chứ nó cũng vậy thôi bạn ơi. Con này nó đánh nhanh như vậy mà thứ gì chịu nổi bạn. Nhưng mà 180.000, ôi 108.000 để nâng cấp. Đúng vẻ là có hơi sai sai này. Hay quá. Cái con này nó ghê, ra monkey ở đây nè. 78 mà sắp ra chiêu cuối rồi đấy. Đó, nó sẽ trói chân. Ba mươi bảy ngàn là biết hả? Chắc chắn không đủ tiền à. Cỡ nào bạn? Ôi cái nó cái này bạn thấy không, cái con này nó nổ dính ở trong đây luôn mà. Nó nổ dính trong đó luôn, mấy con nhỏ nhỏ là chạy ra không có được luôn, chỉ mấy con to là chạy ra thôi. Đấy, coi như là bọc hậu vậy, đừng có ra đông quá sợ mình làm kịp. Quá dữ luôn bạn ơi, 10.000 đó nè, bây giờ 10.000 không biết làm cái gì nữa. Cuối 2.4 cuối vậy thì quá ít bạn ơi, nhiều hơn thì dễ. 79 rồi mà anh dày thì cũng đâu có đép nổi bạn, 79 thì nó cũng đâu có cửa phá vòng dây mình được rồi. Ok, tính ra cũng đơn giản, màu lên một con khỉ này thôi là thấy nó quá đủ rồi. Lên một con khỉ đó thôi là thấy nó quá đủ rồi, đâu có gì nữa đâu khó bạn. Thấy không, 15.000 luôn, vòng cuối nè. Đấy, bây giờ mới chơi quỷ nè, bây giờ mình mới chơi biến hai con quỷ ra chơi con này nè. Chơi thôi bạn ơi. Ghê chưa, một mình nó thôi đó bạn, mà phải căng không? Ôi ôi, nó dễ, nó dễ nha. Ok, home liền. Nói xong một nhiệm vụ, collect cái này. Power Angel Totem. Rồi tiếp theo, Knowledge nâng cho mắt cái Magic này lên luôn nha. Alchemist Potion have faster relapse là nó có thể tăng cái relapse của con Alchemist lên 5%. Bone Lightning Reborn after Dual Dam cũng được luôn á, còn không thì nâng cái này cũng được. Sun Avatar. À cái này là nâng cho con khỉ kia. Con khỉ Super Monkey, còn cái này Arcane Spy, Extra Dam to More Blast. Arcane Spy là cái gì vậy ta? Dragon Flame Jet, Arcane Flame, Hot Magic 250, đó nâng cái này lên đi, đánh cái mấy cái khinh khí cầu cho nó mạnh. Rồi, nó có thêm một sao ngay chỗ này đó không? Nhưng mà thôi giờ này chúng ta chơi cái map mới, hạt luôn chứ. Chơi là chơi hạt luôn bạn, chứ không có cần phải quá bận tâm. Đây, đi cái này, zig zag đúng không? Qua cầu. Ra đây, ok. Hay đấy. Cái zig zag này nó sẽ giúp cho mình có lợi thế lắm các bạn. Thật sự luôn. Cái zig zag này giúp cho mình rất có lợi thế luôn. Cũng là một con assassin ở đây đi. Ở đây cho nó đẹp nhỉ. Ở đây nó phóng ra đây. Phóng thẳng ra đây. Hai con nice bird ở đây. Là gần như hết nhiệm vụ luôn. Mà chỗ này chút xíu nó không có đất để dùng. Ok, để đây nè. Khó nhỉ. Ok, để đây đi. Rồi. Ồ, như vậy thì đéo được rồi, nó vẫn nổ bạn ơi. Restart.
có cái nào mà đánh được hai ba chỗ không ta? Không khó lắm, không có. Chỗ này là gần như không có cái nào mà đánh được hai ba chỗ cùng lúc hết á. Rồi từ từ đi. Chỉ sợ là cái bóng xanh nó ra thôi, đập không kịp kìa. Quá, vẫn lọt nha bạn. Ok, lọt đúng không? Lọt này thua, lọt này chắc chắn thua rồi. Ok, lọt đúng không? Ren 207 là có thể nó phóng được nhiều thứ hơn, là nó nổ được nhiều hơn đúng không? 207, 504, ghê đấy. Vẫn lọt mẹ, vẫn lọt mới chịu. Ok, lọt nhiêu đó không sao, 94 máu cũng được. Trời ơi, không được rồi. Sao vậy, chỗ này xấu quá. Chà, cái này phải thử thách đồ nhiều thử ấy. Sao chỗ này cũng đẹp mà nó phóng về đây là đẹp, phóng về đây mà nó không phóng được xuống tới đây, tại nó đâu có xa dữ vậy. Ok. Có xây được con nào nữa? Khoan, 207 xây được con boomerang. Boomerang cũng phế. Khó đấy, khó đấy. Con này xây đây là đúng rồi nè. À, xây đây là đúng rồi nè. Vẫn lọt ba bóng xanh ở đây. Ok, lọt lọt. Đó, vậy là đẹp được rồi đó. Ok. Ok. Ừ, rồi ok được rồi đấy. 208 nữa nè, đấy, nâng cái này lên là đẹp rồi. Nó đứng ngay chỗ này, nó chạy ra ngay chỗ vậy là ghê rồi. Xong nâng một con khỉ Niceberg lên mới được. Sắp tới có Camo rồi. Đấy, đẹp vậy được bạn, 308 thôi là được. Bán mẹ con khỉ đi đi. Lý chưa? Quá hợp lý luôn á, chứ tính ra vậy là quá hợp lý luôn. Xong rồi bây giờ nâng con khỉ hero lên 700. Vậy là bắn ổn rồi. Ok, chuột nhanh hả mày? Nhanh cỡ nào thì mày cũng phải qua zig zag mà chạy, chứ mày có thể chạy qua khỏi cái zig zag đâu của tao à. Ok. Rồi 700 xây ở đâu đây cho nó hợp lý nè. Nature's revenge shall be swift. Được chưa? Target. Hợp lý chưa? Quá hợp lý luôn rồi đúng không? Rồi. Thêm một con một Niceberg nữa hay là một con Archimedes gì đó ta. Ninja là dáng này không có xài rồi đó. Đó, ok. Cái này thì được attack beat. Nên cái con này thì nó sẽ nâng lên tới cái này 48.000, nghe có vẻ hay. Đấy, nâng lên đi 600 thôi. 600 là mà có thể nâng thêm một dáng nữa rồi. Nâng thêm một cấp nữa ngay chỗ này rồi. 650 lên 2.700 cũng được đấy.
đấy. Nâng triệu hai cho con sniper chút nữa kiếm tiền chứ không làm gì, chủ yếu có nhiêu đó thôi. Cái này cửa này à, mình có thể remove mấy cái này đi hả? Cũng ghê đấy, nhưng mà mình chưa tìm hiểu cái đó, để từ từ đi. Xong xong, bây giờ có thể xây coi cái chuối luôn ta. Xây cái chuối như vậy có sớm quá không? Đợi chút xíu nữa thọt mất công nữa. Xây cái chuối lên đi. Có được nhiều tiền đó hai bạn, ít nhất nó cũng nhiều hơn là mình không có cái chuối. Cái con này là phải nâng lên 3.400 nữa nè. Bóng sắt con này đánh được, mình chưa nâng Archimedes nhưng mà vẫn đánh được bạn. Hold, not getting through. Mẹ, nhanh dữ vậy trời. Lên đó, nó bắn xuyên qua bên kia mà, được chưa, hợp lý luôn. Ở đây có nước nè, xây này lên thử không ta, cũng hay chứ ha. Đó, xây lên cái răng nó cũng hơi to đấy. Cái này để coi update cái gì. Ôi, nuclear à, cái này là defect camo nè, defect camo mấy cái bóng mà camo với lại balloon đó. Này là Mobius Blast. Cái này là cái tên lửa này là đánh mấy cái tên lửa mà gọi là mấy cái khinh khí cầu to. Còn này là Third Gun Faster, nó bắn nhanh hơn. Cái này cũng vậy luôn, nó sẽ là cộng đam cho cái đam cơ bản của cái Moa Blast luôn. Tu nâng chiêu 2 hoặc chiêu 3 là có thể đánh mấy cái luôn khá là nhanh. Còn cái này thì đánh được camo. Cái này mà đánh luôn camo là phải tân 1, 1, 2 gì đó. Ok. Có nước xài mấy con này bạn, tại vì hôm nay chưa dùng. Chưa dùng. Sweet. Mình nâng 7.000, mình nâng cái con khỉ kia lên mới được. Bóng đen cái gì đây? Ôi, bóng đỏ thôi, như rắn nha, như con rắn luôn. Ok, 3.000, 3.200, 7.000 là được, 7.000 là đẹp, 7.700 chứ, 7.700 là đẹp, 7.700 mỗi chút xíu cái là mình sẽ có khoảng 1.000, 1.500 phải, cũng dễ, như đây đẹp đủ, như đây gọi là dư đẹp chứ không phải là đủ đẹp nữa, dư đẹp, 7.700. Cố gắng lên em ơi. Ờ, 6.000 được, hợp lý. Bảy ngàn là được. Cứ chờ nó tới 7.000 là đẹp bạn. 7.700 mấy cái này đẹp được. Ừ, đẹp được, 7.700 nào. Lên, ngon. Chết mẹ, nhưng mà nâng cái này lên 7.700 thì bây giờ lọt cái này. Oh, not getting through. Chà, khó nha, khó đấy. Sao vậy nhờ, nó có cái vấn đề gì ở đây thì phải. Chắc chắn là nâng con này lên trước rồi, con này nãy đép được. Ok, con này nãy đép được, nâng chiêu 2 là có thể ăn tiền. Vẫn lọt cái kiểu gì á. Ok, lọt không sao đâu.
Hồi nãy là lọt cái bóng kia đúng không? Cái bóng kia là mình có thể sử dụng con Archimedes hả? Không phải, con Archimedes đánh Moa cũng mạnh chứ. Nhưng mà Niceberg là sẽ ngon hơn. Niceberg là ngon hơn hết. Nhưng mà không, mình phải xây con Hero trước. The spirits of the forest. Xây con Hero càng càng sớm thì bạn có level nó càng cao. Phải nâng con khỉ military này lên cũng căng đấy. Mà được thích 2007 luôn nè, nhưng mà thôi. Lửa cũng hay, lửa cũng mạnh nha, chứ không phải yếu đâu bạn. Rồi thôi, nâng con này lên để lấy tiền. Con này nó quan trọng còn hơn cả là cái lượng đam của nó bạn. Cái lấy tiền cũng quan trọng. I'm waiting. Nào nhanh lên em ơi. Tới đây nạp mạng cho anh 3.800 xây thêm một cái nữa. À khoan từ từ nha. Attack beat gain. Ok. Đánh nhanh, đánh nhanh, đánh nhanh. Con này 380 nâng cái này lên mắc cái chiêu này để nó đánh cũng được cái bóng kia nó cũng khá khá đi đúng rồi. Yeah. Có level mấy? Level 4 rồi đúng không? Ngon đấy. Wow. Cũng khó đấy chứ bộ đâu phải dễ đâu bạn. Cũng khó đấy. Nâng cái này lên 3.400. 3.400 nha. Game nó cân bằng phải đái thiệt. Con đứng đánh chết ra chết mẹ luôn. Tiền nâng có 600 mấy 700 mà con đứa không làm gì, 3.400 khủng khiếp. Wow, được chưa? Ngàn hả? Ngàn này để ngàn này mua cái chuối được không ta? Mình nâng cái chuối càng sớm thì mình sẽ càng được lợi. Rồi nâng cái chuối lên được rồi đấy. Bây giờ tóm lại là nâng cái chuối xong rồi sẽ nâng con này. Không, mình lên một con sniper nữa. Sniper này mình sẽ nâng chiêu 1. Đó, hai con này giờ phải lên được rồi, mắc chiêu 1. Một con mắc chiêu 1, một con mắc chiêu 2. Sweet. Ghê. Ghê. Mà cái nước nữa quên nhỉ. Bóng sắt cái gì? Tao ở đây tao có nè. Tao ở đây tao có mà. Bóng sắt cái gì? Wow, được. Nâng cái này lên luôn. Đánh bóng này cho nó mạnh. Rồi, tạm ổn. Tao sẽ nâng chiêu này trước. 400 à. Này đánh gọi là nó cho mấy cái luôn nó mạnh hơn. Ok, làm chậm cũng được. Nó khỉ làm chậm cũng khá ngon. Rồi nó bắn dính trong đó luôn mà. Ghê thiệt. Đó bây giờ tích tiền lại nè, đó bây giờ tích tiền lại nó bắt đầu ngon rồi nè. Collect Radius. À cái dòng này nó sẽ kiểu như là lụm mấy cái chuối hả ta. Trời ơi, sao ghê vậy, nhiều dữ vậy. Mạnh lên, đúng rồi, đừng để camo chạy. Hay má, mà tới đây lọt vậy. Khoan nha, chậm chậm lại chút, có cái gì đó nó sai sai chỗ này rồi bạn ơi. Sao có gì đó nó sai sai chỗ này vậy ta?
Rồi. Lọt cũng khá đấy. Nói chung là chưa nghiên cứu được cái map này, chứ không mà mình nghiên cứu được là dễ gì lọt bạn ơi. Ờ, có tính toán hết. 7.000 nè. hai ngàn nhanh mà, nhanh thôi là mình có 7.000 liền. Chuối nè, chuối cố gắng lên em ơi, để cho anh thêm nhiều chuối nó chút. Moab, handle it. Mày hả, xạo chó hả mày, cứ tưởng vậy là mày ngon. Ôi ơi, cứ tưởng vậy là mày ngon đúng không? Chưa đâu con trai, chưa đủ đô với anh đâu. Ghê. Cái con sniper để bắn Moa là trùm luôn bạn. Bảy ngàn bảy. Đúng rồi, có một cái drop. Tuyệt vời. Xong. Bắn mà không thấy cái con này bắn được miếng gì luôn mà. Này bờ đứng đây nó bắn tới trong kia luôn mà, bắn gục luôn, kinh. Kinh thật. Ô, để chuối quá trời luôn, rớt cái này xuống. Ê, 4.000. Ghê vậy. Thêm sniper không ta, hay là thêm con mẹ này dưới đây đi. Khỉ băng thì sao, why not đúng không? Không mà khỉ băng đi, đúng rồi, con này nâng này lên, đúng rồi, ngàn. Đấy, có khỉ băng luôn, làm chậm luôn, quá tuyệt. Bốn ngàn con này nữa, 7.700 là thêm hai em được thêm một cái rớp nữa. Sao cái gì chứ hồi nãy mày không thoát được, bây giờ mày nghĩ là mày thoát được? Hồi nãy mày không thoát được thôi chứ bây giờ làm gì có chuyện thoát nữa bạn. Quên cái chữ thoát đi. Hồi nãy mày không thoát được thì thôi, chứ làm gì có chuyện mà thoát giờ này nữa bạn. Đây, cái rớp này được nhiều tiền đấy. Nâng con này lên mới được. Yeah. Ôi ôi, cái tàu ngầm này bắn cũng ghê đấy chứ. Được. Ôi, nó bắn dính ở trong đó luôn mày. Nó bắn dính ở trong đó luôn mà. Ok. Ok. Ôi, tưởng gì. Rồi. Thêm sniper vô bắn cho nó. Nó gục ở trong đó luôn. Con này thì mắc chiêu 1. Đấy. Ok, chuối nè. Đấy, 20.000 hả? Xây thêm một cái chuối nữa không ta? Chỗ nào đây? Xây thêm cái chuối ngay chỗ này đi, lượm tiền cho nó nhiều. Xây một cái chuối lên sao? Đúng rồi đó, hợp lý luôn. Chuối nhiều tiền. Ok. Đó, cứ lia vòng vòng này là kiếm được mớ tiền luôn bạn. Gặp hai cái rớp này nữa luôn, ngon. Cái này chưa đủ điểm kinh nghiệm lên. Cái này thì sao? Lên. Cái này thì sao? Lên. Wow. Ui, ghê vậy. Tiền chuối rồi, tao ở đây cả đống nè, muốn không? Rớp. Ngàn. Được đấy, con này thì sao? Lên. Thoải mái luôn em ơi, thoải mái luôn. Đó, bạn thấy chưa? Tàu ngầm tao đứng đây, một cái nâu liệt, ngon. Chạy đi đâu bạn ơi,
Chạy đi đâu? Chạy đi đâu con sâu? 5.000 bắn là nó dừng lại luôn mà. Con này mà 5.000 bắn là nó dừng lại luôn. Dính lại luôn mà phải không? Bắn là dính lại luôn. Yeah, ok, good. Cái gì đấy? Tưởng cứ nhanh là mày ngon hả con? Đâu có. Cứ nhanh là mày ngon thì ai cũng nhanh được hả bạn ơi. Con này chưa đủ điểm kinh nghiệm. Chưa đủ kinh nghiệm nâng mắt. Cho nên bây giờ nâng con khỉ này lên là như 48.000. 48.000 căng nha. 48.000 khá căng nè. Trước tiên là mình kiếm 14.000 trước là đẹp. Dính trong đó luôn mà, đâu chạy khỏi chỗ này đâu. Nice bird nó bắn rụng hết trong đó luôn. Băng thì sao? Cái băng này cũng ghê nè. Cái băng này nâng mắt cái gì chưa? Nâng có được cái chiêu này thôi đó hả? 25.000 còn lâu. Dính luôn. Con này thì bây giờ thiếu điểm kinh nghiệm còn bao nhiêu nữa? 1.900 còn lâu, 1.900 còn lâu mới được 3.000, 12.000. ba mươi sáu ngàn, trời ơi, hơi mắc tiền đấy bạn ơi, 36.000 là hơi mắc tiền nha. Ba cái chuối này nó thiệt luôn á. 5.000, trời tích tiền nó lẹ dữ vậy trời. Trời tích tiền nó lẹ ghê đó. Nâng mấy cái này hả? Thôi từ từ đi. Bảy ngàn. Cái này là 3.000 đúng không? Đúng rồi, 10.000. Đúng không? Thay thêm chuối. Xanh thì thêm tiền, còn kia là một cái tầm nó radius rớt rồi. 1.200. Cái này chưa đủ kinh nghiệm, còn cái này cũng chưa đủ kinh nghiệm luôn. Quá nhiều con chưa đủ kinh nghiệm, tiền cả đống. Này 3.000 này. 3.000. Wow, ôi bắn, ôi chà, bắn được quá nha. Con khỉ băng này cũng ghê nha. Nó mắc rồi đó, tại bây giờ chưa có mở được mấy cái chiêu kia, phải chờ cho nó đủ kinh nghiệm. Nó hơi lâu thôi. À, cái này được, cái này lên rồi, không nhưng mà phải 3.000, nâng cái chiêu 2 đi. Nâng cái chiêu 2 nó có vẻ như nó kinh khủng hơn. Rớp 3.000, quá tuyệt. Này 48.000, con này nãy giờ không thấy nó làm gì luôn, đứng im đó luôn mà. Sniper làm hết. Sniper quá mạnh đi bạn, cho nên làm hết luôn. Tiền quá nhiều thứ, quá nhiều cái chuối để lụm luôn. Không thoát ra khỏi được chỗ này luôn mà thấy không? Nó kinh khủng cho mức đó mà. Không khác là khỏi được chỗ này luôn. Ôi da. Ôi ghê. Chuối hơi nhiều tiền đấy. Trời ơi. Khi cái cầu màu vàng. Tôi quên à. Ôi bắn. Ôi da, bắn được quá nha. Ok, 38.000. 38.000 giờ chỉ nâng cái đó thôi chứ nâng cái gì nữa. Hay là nâng 36.000, nâng mắt cái này luôn ta. Nâng mắt cái này lên thì nó hơi phí. Nâng cái này mắt nè. Avatar of what? 1.200 nữa. 3.000 nữa nè. Trời ơi. Ghê thiệt, chuối nó nhiều các bạn, tiền nó nhiều kinh khủng. À, đây nè, 48.000 là chuẩn bị nè, lên quái vật nè bạn. Quái vật đâu rồi?
quái vật. To vãi, ghê. Kinh đấy, cũng gọi là ra gì để chứ nhờ. Thằng này thì chưa đủ kinh nghiệm. Cái này thì nó bắn mấy cái khí cầu này thì ghê rồi, con này mới kinh rồi. Rồi, giờ bây giờ mình sẽ nâng mấy con mà chưa chưa. Ôi tiền, 10.000. Con này là ruồi đúng không? Được rồi, ruồi, thêm một con ruồi ngay đây nữa thì sao? Nó không đủ chỗ. Ngay đây được luôn nè. Ruồi nãy ruồi mắt cuối đúng không? Vậy giờ ruồi mắt trên thì sao? 12.000, nâng cái này lên 4.000. Ôi, tiếp theo luôn bạn ơi, replay luôn, đúng rồi. 35.000 mắc cái này là bao nhiêu tiền? 70.000. Trời ơi, 70.000. Mày chết mày với tao rồi. Con ơi, chuối tao nhiều lắm. Nghe không? Ôi, xét đánh rồi. Rui. Được nha. Xin cái cầu nữa. Quên cái này cũng được. Đúng rồi, thắng tiền. Ê. Ôi, tầm đánh rộng ác vậy ta. Bây giờ mình chỉ lo lụm chuối ở đây thôi, còn nhiêu là chút xíu đủ tiền là mình lên đây mình nâng một cái một là full luôn. À, lụm chuối luôn, nâng cái này lên, đúng rồi. Hai mươi ngàn rồi kìa. Tiền ở đâu mà một núi vậy trời. Đó, ui nhà máy, ôi nhà máy, nhà máy. Ờ, thương. Wow. Chưa đủ điểm kinh nghiệm, chưa đủ điểm. Con này nãy giờ bắn không có điểm luôn à. Tại trễ quá, Chạy đi em, chạy đi nè. Hai con này đúng nó phóng nè, trời ơi nó phóng nè. Không đùa. Thêm mấy con sniper đứng đây nè. Sniper này nâng mắt chiêu 2 thôi. Đó. Mắt chiêu 2 lấy thêm luôn. Ghê. Wow. Chuối à, thêm cái này chỉ 2 chiêu đầu đúng rồi. Cái này 70.000 à, 70 chắc bây giờ nâng mắt luôn được đó nha. À, nâng chuối trước. Thêm chuối không ta? Ôi, lâu lâu nó rớt ra mấy cái rương chuối nhiều tiền ác đấy chứ. 26.000 quá lẹ, nhưng mà bây giờ hết chỗ để xây chuối rồi. À, nãy nhớ quên rồi, cái này là 500 đúng không? 500. Ôi, xe đi mất tiêu luôn, xây tiếp tục thêm chuối nữa. Cái này không có điểm kinh nghiệm mà không? Thật sự là không có điểm kinh nghiệm luôn, tại vì nó nhiều quá đó. 180 rồi, nó có một cái banana center. Ok, 20. Khó lắm, làm sao mà thoát được. Ừ, như vậy biết sao, bây giờ xây cái búp lên. Nhà này búp ở đâu vậy? Chuối quá nhiều chuối thì xây cái nhà này. Cái nhà này bây giờ bước cái ra điện lên tại. Ngon chưa? Lại giảm giá. 70 là còn nhiêu? Còn vậy. Sao mà chạy được em ơi? Tình em còn non lắm, chạy kiểu gì được. Cái nhà này 2007 là chơi luôn đó luôn. Có ăn học bạn khỉ, nhưng mà có ăn học nha. Là nghĩ đi, con khi cầu mà nó lượn cái trong đây nè. Thở không nổi, thiệt sự là thở không nổi luôn. Con này nó có quá nhiều thứ nữa.
43.000 rồi, khả năng lên 70.000 là có luôn bạn ơi. Để tiếp theo một con rui nữa sao? Một con rui ngay đây nữa sao nhỉ? Rui ngay đây không được, không có chỗ. Ở đây đây đây. Mới thấy đâu đây nè. Ghê vậy ta. Ở đây được nè, ở đây được, đúng rồi, con này nãy là con này mắc chiêu 2, chiêu cuối. Con này mắc chiêu đầu, vậy con này mắc chiêu 2. Ôi 38.000 mắc chiêu 2 rồi, vậy con này dễ. Tưởng gì. Con này dễ, tưởng khó lắm, ai về mắc chiêu 2 nó nhanh quá. Con này không ke ép được miếng nào luôn rồi, tội nghiệp vậy. Ôi bạn coi kìa, con rui mắc chiêu 2 kìa, nó dựng quá trời cái này dưới đây luôn. Wow. Cái này là rui. Best of the rui. Khó lắm, chạy đi đâu được em ơi. Trời ơi, xong mỗi hiệp mà nó đẻ ra quá trời này luôn, ghê vậy ta. Tìm chuối đâu nhỉ? Hết chuối rồi. Đây được, đây đây một chuối nữa nè, đấy. Từ từ, cái này đây. 47, 40, 50 ngàn. Đấy, đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? 50, 50. Cái này nữa. 50, 70 là full rồi, 70 là full ban vui, bạn coi nè. Con nó dồn kìa. ghê. À, bắt đầu thấy thốn rồi đó nha, đó nó tụt tuột rồi đấy. Không sao, cố gắng. 68.000 dừng lại, hold lại. Trời ơi, má mới nâng lên. Nhưng mà con Monkey Star này nó đỉnh vãi. Ok, anh em mà đang xem để lại cho mình một like. Chưa bấm nút đăng ký thì bấm nút đăng ký ủng hộ channel mình. Nhớ comment bên dưới anh em sẽ được thả tim tham gia nhóm bài đàn Hammer Gaming trên Facebook để trò chuyện cùng tất cả mọi người nha. Rồi, chào mọi người.